Xin chào bà con nhé. Đấy, tôi đang quay video trực tiếp tại tổng kho thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc. Vâng, đây là lúm mỏ vịt dành cho lợn này. Đây là loại 304 này. Đây là dòng 201 này. Đấy, lúm có khắc chữ luôn nhé. Inox toàn phần. Hàng này là siêu tiết kiệm nước nhé. Đây là loại lúm bát Inox 304 này, dành cho lợn con, loại siêu tốt, siêu hiện đại bây giờ, inox toàn phần luôn. Đấy, hàng chuyên dụng nhá, nhựa PP nguyên sinh cho nên rất dẻo, rất dai, rất chi là tốt, không sợ vỡ, không sợ giò, siêu dày luôn. Đấy, giá thì siêu tốt, có 90.000 một cái thôi ạ. Đây, dòng van 304 giá là 30.000, dòng 201 giá là 25.000, bao vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Các dòng lúm này, đây là dòng lúm rẻ tiền này, 10.000 một chiếc này. Đây ạ, rất nhiều. Mở cho anh cái này nhé. Đây ạ, toàn bao tải này, bao tải lúm luôn cho bà con. Đây là dòng inox 201 đít đồng này, loại này của nó là 15.000 một chiếc, bao vận chuyển toàn quốc luôn nhé. Tất cả các bao đây đều là lúm dành cho lợn nhé, ban uống nước. Đây thưa bà con, đây là siêu inox 304 này. Đấy, 304 đít inox luôn nhé. Cái hàng này giá thì của nó là vào 20.000 một chiếc này, bao vận chuyển toàn quốc luôn. Đấy, bên em báo thì hàng là xịn luôn, xịn sò luôn nhá. Đây thưa bà con, đây là dòng 201, dòng 304 này, núm bát này. Đấy, bà con ai có nhu cầu về các thiết bị lúm uống nước cho lợn đây thì cứ đến tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Và review cho bà con xem này, quạt hút công nghiệp này, tấm làm mát này, thiết bị trang trại này, tấm nót sàn này, rất nhiều tấm luôn. Và đấy, bà con nhìn biết là tổng kho số lượng hàng rất chi là lớn luôn ạ, đầy đủ chất lượng nhá. 40 55 40 m1, hàng cân 3, cân 4, cân rưỡi. Bạt trần chống nóng này, loại 5 lớp siêu dai, siêu dày này. Tấm làm mát hàng Thái, hàng Việt Nam. Đấy, quạt hút công nghiệp rất chi là nhiều. Đang có sẵn tại kho hàng nhé. Quạt thì đầy đủ từ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mét 1, mét 2, mét 4. Inox toàn phần này, loại vỏ bằng kẽm này. Vâng, bà con ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi xin liên hệ đến tổng kho thiết bị Hồng Phúc. Vâng, đây ạ, chuồng chăn nuôi này rất nhiều luôn ạ. Đấy, bà con cứ đến tổng kho không bao giờ lo về giá luôn, bao giá toàn quốc luôn nhá, Bắc Trung Nam luôn. Đấy, hàng thì sẽ được vận chuyển toàn Việt Nam, Lào, Campuchia. Rồi, đây là kho quạt nhá. Cảm ơn bà con, chúc bà con một năm chăn nuôi kinh doanh buôn bán thuận lợi. Vâng.